quá nhanh, quá nguy hiểm, toàn bộ hệ thống công quyền tê liệt, kinh tế đình trệ. Đánh gục Võ Văn Thưởng xong, ghế chủ tịch nước chưa kịp chám thì Tô Lâm lại đánh tiếp Vương Đình Huệ. Hiện Tô Lâm đã buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương ép Vương Đình Huệ phải nhận tội. Tuy nhiên, thông tin cho biết Vương Đình Huệ đã phản ứng mạnh mẽ, chống đối quyết liệt chứ không ngoan ngoãn như Võ Văn Thưởng. Huệ Vương đang cố tìm mọi cách để vụ việc không đưa ra Bộ Chính trị. Với 63 giám đốc công an tỉnh được Tô Lâm bổ nhiệm là 63 tai mắt của Tô Lâm để thu thập hết những dây mơ rễ má của đối thủ và tung đòn khi cần. Lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã bị ông Tô cho đánh úp khi đang tại chức, cho nên ở các tỉnh đang có hiện tượng quan chức cấp tỉnh đình công ngầm, tức là ỷ ra, không làm việc, không ký tá hay triển khai dự án công, bởi họ sợ tay chân của Tô Lâm ập tới bất kỳ lúc nào. Bởi đang trong cao trào của thời kỳ đấu đá nội bộ khốc liệt, chỉ một hành động thiếu suy nghĩ là có thể rơi vào cạm bẫy của Tô Lâm. Ghế chủ tịch nước chưa có chủ mà Tô Lâm đã cho đánh tiếp chủ tịch Quốc hội rồi. Từ nay đến đại hội 14 còn chưa đầy 20 tháng, đây sẽ là thời kỳ tồi tệ khi mà kinh tế Việt Nam đã suy thoái suốt hơn 2 năm qua lại tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ hơn. Các dự án công triển khai rất chậm bởi quan chức e ngại không dám nhận tiền bôi trơn, hối lộ hoặc lại quả, mà khi quan chức ngần ngại không nhận tiền thì không phê duyệt được dự án, do đó các dự án rất khó triển khai. Văn hóa hối lộ, kê khai và lại quả từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu với mọi dự án sử dụng vốn từ ngân sách. Quốc gia nào cũng vậy, để điều hành nền kinh tế có hai chính sách lớn, đó là chính sách tài khóa do chính phủ triển khai và chính sách tiền tệ do Ngân hàng Trung ương triển khai. Ở Việt Nam hiện nay, chính sách tài khóa đang không được như mong đợi bởi nguồn vốn đầu tư bị tắc nghẽn nghiêm trọng khắp nơi. Trước đây, các dự án đầu tư công thường bị chậm vì thủ tục lâm ra, các quy định của lập pháp đá nhau. Nhưng hiện nay, ngoài lý do trên, các dự án còn bị trì trệ do có thêm sự đình công ngầm của các quan chức địa phương và các bộ, ngành, trung ương. Hiện nay, một loạt dự án công có thể trở thành một cái bẫy, những người có liên quan rất dễ bị đưa vào tù. Thông thường các dự án đầu tư công là một trong những cách mà chính phủ sử dụng để mà kích cầu nền kinh tế. Việc triển khai các dự án sẽ giải quyết được một lượng lớn lao động, mang lại hợp đồng cho nhà thầu, từ đó kéo theo các ngành kinh tế khác cũng phát triển và khởi sắc. Nhưng một khi các dự án đầu tư công bị tắc nghẽn thì nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng theo, đó là điều tất yếu. Chỉ trong vòng hơn một năm, năm lãnh đạo cao nhất của Đảng đã dụng hết 3 người. Việc đấu đá ở cung đình khiến cho các quan chức trung ương không còn tâm trí, sức lực để nghiên cứu các chính sách phù hợp cứu vãn nền kinh tế. Họ chỉ tập trung vào chuyện đánh đá và đỡ đòn của nhau, bởi điều này quyết định sinh mệnh chính trị của họ. Cho nên dù quan chức có đề xuất một vài chính sách thì đấy cũng không phải là những chính sách có chất lượng. Thêm nữa, việc có quá nhiều quan chức ở địa phương bị cầm tù khiến cho những người chưa bị lộ phải thận trọng hơn trước rất nhiều. Cho nên thứ văn hóa đấu đá này mang lại cái hại kép cho nền kinh tế, chính sách vừa không có chất lượng và việc triển khai lại khó khăn. Mỗi nhiệm kỳ 5 năm thì nửa đầu nhiệm kỳ tạm ổn, nửa sau nhiệm kỳ nền kinh tế luôn có nguy cơ tê liệt vì giới lãnh đạo trung ương còn bận đấu đá, cứ như thế chu kỳ này lặp đi lặp lại. Trước đây khoảng một năm trước khi diễn ra đại hội Đảng chính là lúc các bên xỏ găng lên sàn đấu, nhưng càng về sau thời gian đấu đá càng dài ra. Ở nhiệm kỳ khóa 13 này chỉ mới bước qua năm thứ 3 thì các bên đã tranh thủ đánh nhau, càng về sau càng khốc liệt. Đấy là dấu hiệu của một chế độ thối nát, mục ruỗng, từ trung ương đến địa phương chỉ biết tranh giành quyền lực và quyền lợi mà không màng đến trách nhiệm quản lý đất nước. Tương lai của người dân Việt Nam sẽ rất khốn khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô quá nhanh, quá nguy hiểm, toàn bộ hệ thống công quyền tê liệt, kinh tế đình trệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Lật trụ Võ, tung Võ vào trụ Vương, cô lập trụ Tổng, thâu tóm cả hai. Võ Văn Thưởng bị lật, ghế chủ tịch nước còn đang bỏ trống thì Tô Lâm tấn công tiếp vào Vương Đình Huệ. Gần như Tô đánh đấm liên tục, không ngừng nghỉ. Trước đây sức mạnh của ông Tổng chính là Ban Bí thư và Bộ Công an, trong đó nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh nắm nhiều vị trí chủ chốt trong Ban Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng tạo được sức mạnh một phần nhờ vào nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngược lại, nhóm này cũng nhờ quyền lực của Tổng Bí thư để củng cố sức mạnh cho mình. Nhưng giờ đây Vương Đình Huệ bị tấn công rất mạnh, có thể Huệ Vương và Võ Văn Thưởng sẽ là hai người có số phận giống nhau. Vương Đình Huệ ngã, Tổng Bí thư sẽ bị cô lập. Một khi Vương Đình Huệ ngã ngựa thì điều đấy cho thấy nhóm quyền lực của Tổng Bí thư gây dựng nền đã giã đám, lúc đó sức mạnh của nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh cũng giã theo. Ngay cả việc bao che cho Vương Đình Huệ mà Trần Cẩm Tú cũng không dám thì đủ thấy nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đang bị chia rẽ nghiêm trọng bởi đòn hiểm của Tô Lâm. Bản thân Tô Lâm cũng là kẻ có tỉ vết trước đây. Vụ án mobile phone, mua AVG có sự tham gia của Tô Lâm rõ ràng như thế mà Tô Lâm vẫn nhân danh trong sự trong sạch của Đảng để mà đánh vào Vương Đình Huệ, một kẻ không thèm che mặt nạ đã đi lột mặt nạ của kẻ khác. Tô Lâm và Vương Đình Huệ đều nhem nhuốc như nhau, nhưng ông Huệ có khả năng sẽ bị định tội, còn Tô Lâm thì lại không. Đấy là thứ luật mới trong Đảng, luật này được biết đến với cái tên quen thuộc, luật là tao, tao là luật, như người dân vẫn hay gọi. Nếu Vương Đình Huệ bật gốc có khả năng Phạm Minh Chính cũng sẽ không dám hé răng mà chấp nhận an phận thủ tướng với chiếc ghế của mình. Bởi khi Vương Đình Huệ chưa ngã ngũ, Tô Lâm có hai đối thủ, nhưng sau khi Vương Đình Huệ ngã ngựa thì Tô Lâm chỉ còn có một đối thủ. Với hồ sơ đen của các đồng chí, Phạm Minh Chính khó mà ra mặt cạnh tranh với Tô Lâm cho được. Như vậy, sau khi quật được trụ Vương thì xem như Tô Lâm đã cô lập được Ban Bí thư. Ban Bí thư của Nguyễn Phú Trọng giờ đây cũng không còn chỉ biết nghe lời ông nữa, mà còn phải nhìn xem thái độ của Tô Lâm mà hành xử cho hợp lẽ. Loại được Vương Đình Huệ, khi đó Tô Lâm có cớ và cơ hội thâu tóm cả hai chiếc ghế quyền lực nhất trong Đảng. Sau khi Vương Đình Huệ chính thức rời ghế thì xem như Bộ Chính trị khóa 13 chỉ còn đúng 13 người. Trong đó tứ trụ lại bị khuyết đến 2 ghế. Nếu ông Tô Lâm mà ép được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải rời ghế trước Đại hội 14 thì Bộ Chính trị chỉ còn có 12, tứ trụ còn 1. Nhân sự thiếu trầm trọng, có thể lúc đó với vai trò là kẻ chiến thắng tuyệt đối, Tô Lâm có thể thâu tóm cả hai ghế cùng một lúc như Tập Quyền Bình bên Trung Quốc đã làm, hoặc như Nguyễn Phú Trọng đã từng làm sau khi ông Trần Đại Quang chết đột ngột. Trong quá trình loại ông Huệ, Tô Lâm giữ ông Trọng như một nhân chứng sống, chứng kiến việc Tô Lâm dùng chính luật mà ông Trọng ban ra để loại đệ tử ruột của ông. Sau khi Vương Đình Huệ chính thức rời ghế thì liệu Tổng Trọng có còn giá trị lợi dụng đối với Tô Lâm nữa hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Cuộc chiến cung đình đang hồi gáy cấn. Vương Đình Huệ chưa phải là nạn nhân cuối cùng, bởi đích đến của Tô Lâm là ghế Tổng Bí thư. Mà một khi muốn là kẻ chiến thắng mọi kẻ thù trong Đảng thì không biết Tô Lâm có còn để ông Trọng được yên nữa hay không. Hiện nay ý đồ của Tô Lâm thì đã rõ, ông cho đánh dẹp hết mọi cá nhân có thể nhòm ngó vị trí Tổng Bí thư của ông. Đánh gục những đối thủ này, Tô Lâm đạt được hai mục đích, vừa loại được đối thủ cạnh tranh và cô lập được ông Tổng Bí thư già nua và ngồi tới 3 nhiệm kỳ. Mà khi đã cô lập được hoàn toàn Tổng Bí thư thì có thể Nguyễn Phú Trọng sẽ trở thành vua bù nhìn trong tay của Tô Lâm. Khi đó Tô Lâm muốn trút phế Tổng Trọng lúc nào thì trút. Hiện nay vẫn chưa có đối thủ nào đủ tầm để nổi lên ngăn cản đà tiến của Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Lật trụ Võ, tung Võ vào trụ Vương, cô lập trụ Tổng, thâu tóm cả hai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.